Tôi là Lê Hồng Đức. Tôi làm nhà máy này là 19 năm, ngành điện, cơ khí điện. Thì cái máy xà gồ đó nó vừa chạy C, vừa chạy Z. Mà trong cái ngành xây dựng của cái thời điểm bây giờ thì cái đó là nó rất ơi là thuận tiện. Cứ mỗi cái mà mình nội địa hóa được là cái niềm tự hào của Việt Nam. Thì để mình phát triển được cái nội địa hóa thì rõ ràng giá thành nó sẽ giảm xuống. Giảm xuống thì cái thu nhập của con người nó lại cao lên. Trước đây người ta có thể phải dùng đến nửa ngày để có thể thực hiện những cái thao tác với máy xà gồ, thì bây giờ chỉ mất khoảng 5 phút và những người thợ như thế này có thể giải phóng về thời gian và nâng cao năng suất lao động. Tôi là Nguyễn Khiêm, hiện tại thì mình đang làm quản đốc xưởng cơ khí cùng với đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty cũng đã nghiên cứu sản xuất ra một số cái máy nó nội địa hóa hoàn toàn. Cụ thể thí dụ như đây là một cái máy chuyên để sản xuất nắp chai. Thì cái máy này nó được nội địa hóa hoàn toàn. Chúng tôi rất là tự hào bởi vì mình đã là người Việt Nam, mình đã nội địa hóa được toàn bộ một cái thiết bị. Nó góp phần vào làm tăng cái giá trị của cái ngành công nghiệp Việt Nam mình. Một người thợ giỏi nó rất đáng trân trọng. Có thể cần thiết hơn với một anh có thể là thầy, nhưng cái gì anh cũng biết và cuối cùng cũng chẳng cái nào biết tới đâu. Dù anh chọn cái nghề nào thì đều nó có khó khăn của cái nghề đó. Tôi rất mong muốn rằng cái lớp trẻ sau này mình phải cố gắng mình chọn cái nghề mà mình yêu thích. Và mình đã yêu thích thì mình phải phát triển. Chúng ta cứ làm tốt tất cả những cái lĩnh vực trong cái công việc của chúng ta. Như vậy là chúng ta đã góp phần xây dựng và phát triển của đất nước.